Hello Văn Phú, bữa nay dứt điểm dữ dữ không ha, tốc độ quá trời. Lên đội hình giùm anh đi. 2 4 6 8 2 4 6. Thịnh Thịnh số 6. Thịnh là cái gì? À Thịnh à. Thịnh là cái gì Thịnh Thịnh? Hả? Phúc Thịnh là gì? Hữu Thịnh. Số số 3 thì anh quên tên, quên tên số 3 rồi. À Vĩnh, cái gì Vĩnh ta? Vĩnh vui vẻ. Vĩnh vui vẻ à, Hữu Vĩnh. Ồ. Hẹn trai đằng sau ha Thành ơi. Chào mừng quý khán giả và các bạn, chúng ta tiếp tục trở lại với sân đá Hoàng Hậu của xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng để theo dõi trận đấu giao hữu với hai đội Kiên Ăn Vặt và cầu thủ Cầu Trắng FC. Và ra quân trong trận đấu này thì cầu thủ Kiên Ăn Vặt sẽ thi đấu bên phần sân tay trái của chúng ta. Và cầu thủ Cầu Trắng sẽ thi đấu trong thuộc màu xanh và thi đấu phần sân tay phải của các bạn. Và trọng tài bóng chính trong đấu ngày hôm nay đó là trọng tài anh Thanh Điền. Và để cho quý khán giả và các bạn chúng ta tiện theo dõi ở những phút tiếp theo của trận đấu này. Trong hiệp 1 này chúng ta sẽ cập nhật 14 cái tên đang có mặt trên sân lúc này. Bên phía đội Kiên Ăn Vặt, chúng ta có thủ môn đó là Lộc Sano, có trung vệ Thao Bể các bạn. Cậu vệ cánh phải cầu thủ số 23. Cậu vệ cánh trái đó là Phúc Ngụ Kiên. Và cặp tiền vệ em phía đội Kiên Ăn Vặt, chúng ta có Hải Đăng, Hải Đăng và Văn Tính các bạn. Và tiền đạo đó là Hữu Vĩnh, Hữu Vĩnh cũng số 3. Và 7 cái tên đang có mặt trên sân lúc này. Bên phía đội FC Cầu Trắng chúng ta có thủ môn, thủ môn Phước Hòa các bạn. Có trung vệ số 5 đó là Thuận Triệu. Cậu vệ cánh trái cầu thủ số 8 đó là Quang Phúc. Cầu vệ cánh phải đó là Hữu Phúc, Phúc Seven. Và cặp tiền vệ phía đội FC Cầu Trắng chúng ta có cầu thủ số 4 đó là Văn Điền, Văn Điền và Phúc Thịnh các bạn. Hữu Thịnh, Văn Điền và Hữu Thịnh là hai cầu thủ. Dứt điểm. Bàn thắng rất đẹp các bạn. Và cứ lòng rất đẹp của cầu thủ số cầu thủ số 8 các bạn đó là Quang Phúc. Quang Phúc đã ghi bàn mở tỷ số cho cầu thủ Cầu Trắng FC và thắng rất đẹp, một pha cứa lòng rất đẹp của Hoàng Phúc. Và đó là pha cứa lòng của Hoàng Phúc các bạn, một tình huống dứt điểm rất đẹp mở tỷ số trận đấu chúng ta 1-0 cho cầu thủ Cầu Trắng FC. Hữu Thịnh và Văn Điền đang là cặp tiền vệ bên phía đội FC Cầu Trắng, còn tiền đạo chơi cao nhất đó là Quang Lô Sancho bên phía đội FC Cầu Trắng các bạn. Đó đường chuyền của Hữu Định đã có một tình huống phạm lỗi rồi, đúng va chạm các bạn. Hai ba là vàng phải không em? Vàng hả? Cái gì vàng? Tên vàng. Đó là pha cầu bóng của Thanh Vàng. Đây là Phúc Seven. Hữu Định đường chuyền cho cầu thủ số 8. Số 8 đó là Hoàng Phúc. Hoàng Phúc là cầu thủ đã ghi bàn mở tỷ số cho trận đấu chúng ta các bạn. Và đó là một pha dứt điểm rất đẹp của Hoàng Phúc. 3 dứt điểm Quang Điền. Và cả trường rất nhanh. Đầu tiên là bóng đi hơi cao. Và đây là Hữu Định. Đường chuyền Phúc Cụ Kiền không được. Đây là Hữu Thịnh cắt bóng thành công đường chuyền. Đó là đường chuyền cho Quang Lân Sancho. Đó là đường chuyền của Phúc Seven. Hữu Thịnh quả người rất hay. Đây là Hải Đăng dứt điểm. Đó
Hải Đăng các bạn, một thủ thủ cắt bóng và đi bóng cấp tốc độ của Hải Đăng. Hải Đăng vừa ghi bàn sang bàn tỷ số 1 đều cho các thủ Ghiền ăn vặt các bạn. Và Hải Đăng cũng là ông chủ của tiệm Ghiền ăn vặt các bạn tại ấp Cầu Đòn, thị trấn Thủ Nghĩa các bạn. Ngay cổng chào ngay khu văn hóa luôn các bạn. Ngay cổng đầu tiên, ngay cổng quán heo vàng là chúng ta sẽ có thấy Ghiền ăn vặt, tiệm Ghiền ăn vặt của Hải Đăng. À, anh đi ra đi vô gặp á. Lại đang làm gì đây? Đó, đường truyền cho Hữu Bỉnh. Đây là phút rượu riêng các bạn, chưa bao giờ riêng rượu. Đó, đường truyền của Hữu Bỉnh cho Thao Bể làm gì đây? Thao Bể đi bóng tốc độ, vẫn là Thao Bể các bạn. Ngày hôm nay thì Thao Bể cũng đã có một bàn thắng trong ngày hôm nay. Chờ mới vừa thi đấu, vừa chặn vừa gọi các bạn, chặn 530, thi đấu cho 1995 FC. Vừa có một tình huống dứt điểm thành công ở trận trước đó các bạn. Và chúng ta hãy cùng chờ xem trong trận đấu này Thao Bể có ghi bàn hay không. Đây là phút rượu riêng làm gì đây? Cũng của Ghiền chưa vào, không thành công. Sẽ có thủ đá vào góc cho cầu thủ Ghiền ăn vặt. Đánh đầu, đó là đánh đầu của Phúc xé bền và đây là Hoàng Phúc. Tỷ số đã được săn bằng một điều của bạn. Lê Phát Liên. Cả hai bàn thắng cho đến thời điểm hiện tại đều rất đẹp. Bàn thắng của Hoàng Phúc, bàn thắng của Hoàng Phúc phải nói là một cú cứa lòng vào góc cao rất đẹp các bạn. Và ngay sau đó thì Hải Đăng cũng đã có một cuộc tình huống đi bóng tốc độ và dứt điểm sang bàn tỷ số 1 đều. Và trận đấu chúng ta đang được diễn ra khá hấp dẫn. Văn Thiền không vào, một pha vô lê của Văn Thiền, rất tiếc là bóng đi hơi cao, pha qua người không thành công của Phúc. Hữu Phúc các bạn, Phúc xé bên. Và đây là Hữu Bỉnh. Giang Tính, vẫn là Giang Tính. Đó là đường cho khe cho Hải Đăng làm gì đây? Không được. Thấy có khán giả vào xem không thấy ai bình luận chân trời. Đây là Hoàng Phúc các bạn. Đó là Thanh Quang. Không ai, anh Thuận ố nà na vô xem bình luận giùm em cái ơi, không ai bình luận chứ. Đây là Hoàng Phúc. Đường truyền cho Hữu Thịnh. Đó là Thao Bể các bạn. Đây là Hải Đăng, cầu thủ đã ghi bàn xong bàn tỷ số 1 đều. Đây là Thanh Quang. Quán Điền. Đường truyền cho Hữu Thịnh. Ok, Phan Vũ Phong đã vô bình luận coi, bình luận viên Mãi Đỉnh. Cảm ơn Phan Vũ Phong. Thế là đã có khán giả vào bình luận rồi các bạn ơi. Đây là Phúc Vũ Hiền, đây là Hữu Vĩnh. Cảm ơn Phan Vũ Phong rất nhiều. Ok, cảm ơn Chí Vũ vô luôn bình luận khá lô bình luận luôn. Hòa dứt điểm của Phúc Vũ Hiền, có khán giả vào bình luận rồi. Nãy giờ cỡ gần 10 phút mới có khán giả vào bình luận các bạn. Xin chào Hoàng Anh Sóc Trăng, gọi là nhắn là quà chào bình luận viên. Ok, cảm ơn Hoàng Anh Sóc Trăng. Tắt bình luận luôn hả? Đây là Thao Bể. Xin chào Nguyễn Hoàng Khang. Hello anh Thuận. Ok, cảm ơn Hoàng Khang. Quá trời nhiều mới nhắc anh em vô bình luận nhóc hết trơn rồi. Cảm ơn 500 anh em rất nhiều đã vào bình luận cổ vũ cho hai đội Ghiền ăn vặt như là Cầu Trắng FC. Chúng ta đang có mặt tại sông đáo Hoàng Hậu các bạn. Một cái bảng chữ Hoàng Hậu bự, bả chào bứ bên kia luôn các bạn. Chào hả? Xin chào Nguyễn Quang Khang, chào Chí Phú. Mùa hông nhiều quá vậy bình luận viên. Đúng rồi, bò hông nhiều quá các bạn ơi. Bữa nay mùa vừa mũi mà vừa bò hông một đống luôn. Cắn nãy giờ cũng gãi chóc da dò luôn các bạn. Đó là đường truyền của Hữu Thịnh hướng đến vị trí của Quang Lô Sancho Chô. Nhưng Quang Lô Sancho đã gọi vào thế việt vị rồi. Đã phải việt vị lên cho thủ môn Lộc Sa Đô. Đây là Giang Tính. Đây là phút rượu riền chưa bao giờ mà ghiền bia các bạn. Đường truyền Giang Tính. Đó, đường truyền hướng đến vị trí của Hải Đăng. Tỷ số hiện tại đây là một điều. Thủ môn đây là thủ môn Quang Hòa. Và đây là Hoàng Phúc. Hoàng Phúc là cầu thủ đã mở tỷ số trận đấu chúng ta với một cú cứa lòng rất đẹp. Đây là Thao Bể. Thao Bể làm gì đây?
móc. Rồi thao bể quá ơi, các ấy, vẫn là thao bể làm gì đấy, đường chiền. Đó, đường chiền cho Hữu Vĩnh. Hữu Vĩnh làm gì đây? Đó, đường chiền cho Thánh Văn. Đường chiền giặc biên cho thao bể làm gì đấy, đường chiền, gấp cây. Và đây là phút ngủ nghỉ, không vào. Và dứt điểm của phút ngủ nghỉ. Bóng lên cho thủ môn Bước Qua các bạn. Ok, Phúc Ngũ Ghiền vừa thả một like cho trọng tài Thanh Điền các bạn. Thả like là thả một like thì thả chứ ngồi bắt ép cũng bắt ép à. Đây là Văn Tính các bạn. Văn Tính làm gì đây? Văn Tính nói chiên. Đây là Hải Đăng với đêm không vào. Đó là thủ môn Phước Hòa bóng bóng chính xác rồi. Đây là Phúc Ngũ Ghiền, thấy không? Ghê ghê quá trọng tài Thanh Điền quá các bạn. Và đây là Phúc Ngũ Ghiền làm gì đây? Đây là Văn Tính. Đó là đường chiền cho Hải Đăng. Không được. Đây là Hoàng Phúc. Xin chào Chí Phú, chào Hoài Đức. Cái này nhắn là kêu Phúc Ngũ Ghiền đổi cái đèn pin vô giùm em. Cá. Đó là nhắn của Hoài Đức. Không biết có người khác nào biết bên ngoài không thì không biết. Đây là Hữu Thịnh. Đây là thao bể làm gì đấy Quang ơi, rất hay. Đường chiền Hải Đăng. Không được. Đó là pha cầu bóng gấp kịp thời của thủ môn Phước Hòa. Đây là Hữu Thịnh. Và đây là đường chuyền của Văn Điền. Và đây là Phúc Xé Bình. Đó là Hữu Thịnh. Dứt điểm. Pha đảo chừng qua người rất đẹp của Hữu Thịnh. Và sau đó là một cú dứt điểm vào góc gần. Hữu Thịnh vừa ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho cầu thủ cầu trắng FC. Tỷ số đã được san bằng, xin lỗi bạn, để được tăng lên 2-1 cho cầu thủ cầu trắng FC rồi. Với một bàn thắng rất đẹp của Hữu Thịnh. Và trong số 3 bàn thắng vừa được ghi trong hiệp 1 này thì đều là những bàn thắng rất đẹp các bạn. Đây là một cầu thủ mới được tung vào sân, bên phía đội ghi ngang bằng. Đó, đường chuyền của Hữu Phúc Vũ Ghiên. Đó là Quốc Phong các bạn, Quốc Phong được tung vào sân và chơi vị trí hậu vệ biên trái cho cầu thủ Ghiên ăn vặt. Đây là Phúc Xé Bình đường chuyền cho Hữu Thịnh. Và đây là trung vệ số 8 các bạn, xin lỗi các bạn, trung vệ số 5. Đó là Thuận Triệu. Thuận Triệu hiện tại đang đi đấu vị trí hậu vệ trung vệ cho cầu thủ FC Cầu Trắng. Quán Liên. Dẫn ra Quán Liên làm gì đây? Hoàng Phúc. Đây cũng phạm lỗi rồi. Sẽ đấu phạt cho cầu thủ Cầu Trắng FC. Hữu Thịnh đang đứng trước khu đá phạt này, đó là đường chuyền. Đồng các bóng thanh vàng để mình cho cầu thủ áo xanh. Sẽ đấu ném mình để mình tiếp tục cho cầu thủ áo xanh các bạn. Nhưng đêm không vào. Đó là pha ra chân của cầu thủ số 6 Hữu Thịnh. Chưa có bàn thắng thứ 3 cho cầu thủ cầu trắng FC. Đường chuyền của thủ môn Lộc Sa Đồ. Và đây là Quốc Phong. Văn Tính. Đó là đường chuyền cho Phúc Rũ Riêng. Ủa cụ Riêng làm gì đây? Không được. Quốc Phong. Đường chuyền nhạc viên cho Hữu Vĩnh. Ông đã để hết đường biên dọc rồi. Sẽ có tình huống để biên cho cầu thủ ở đây. Cho cầu thủ Ghiền ăn vặt các bạn. Hữu Phúc, xin lỗi bạn Hữu Thịnh. Và đây là Văn Tính. Lộc Sa Đồ. Chỉ giữ Văn Tính. Tình huống cắt bóng của Hoàng Phúc và bóng vẫn còn. Đây là Hữu Vĩnh. Văn Tính làm gì đây? Hoàng ơi, dứt điểm. Không vào. Thủ môn Phước Hòa đã bóng chính xác đúng như rồi. Ok, bên phía đội Ghiền ăn vặt anh em nào có tới săn mới cập nhật giùm anh nha Hà Đăng ơi. Anh em nào mà có mới lại mới thì cập nhật tên giùm anh nha. Sẽ có tình huống đá phạt cho cao thủ
FC Cầu Trắng các bạn. Cầu Trắng hả? Cầu Trắng là đi đường này nè, Cổ Thảo đó, gần gần Cầu Đen á. Thầy Hữu Thịnh. Và đó là đi từ Mỹ Tú ra tới Sóc Trăng các bạn. Các bạn sẽ gặp một cây cầu Cầu Trắng, và tới gần tới Sóc Trăng này có cây Cầu Đen. Hận hận cây qua nói là cầu Bà Lươi cũng màu trắng vậy. Ok, cầu Bà Lươi cũng màu trắng các bạn. Và góc cho cầu thủ Ghiền ăn vặt. Dứt điểm. Và phối hợp giữa Hữu Vĩnh và Thanh Hoàng các bạn. Một tình huống dứt điểm bước một rất đẹp, rất hay của Thanh Hoàng. Cẩn thận các bạn, sang bàn tỷ số 2 đều cho cầu thủ Ghiền ăn vặt. Cái đội Ghiền ăn vặt này là không phải là Ghiền ăn vặt là các cầu thủ trong đội EB đội hình này là thích ăn vặt đâu các bạn. Ghiền ăn vặt là tên của cái tiệm Ghiền ăn vặt của Hải Đăng. Ông bầu bên phía đội Ghiền ăn vặt nha các bạn. Để biên cho cầu thủ Ghiền ăn vặt. Đây là đường truyền của Quốc Phong. Sẽ không ném biên ngược lại cho đủ cầu trắng FC. Tỷ số hiện tại đang là 2 đều các bạn. 4 bàn thắng đã được ghi cho đến thời điểm hiện tại. Quá trời mũi rồi. Đó là phút xé qua đường truyền gót cây. Vẫn điền làm gì đây? Không được. Đó là Hữu Vĩnh. Và đây là Văn Tính làm gì đây? Dứt điểm từ xa. Wow. Một pha dứt điểm bóng đi quỹ đạo rất khó chịu của Văn Tính các bạn. Văn Tính vừa dứt điểm văng vô lưới các bạn. Tỷ số được nâng lên 3-2 cho cầu thủ Kiên ăn mặt. Tỷ số đã được nâng lên 3-2 cho cầu thủ Kiên ăn mặt. Và đó là bàn thắng của Văn Tính. Đây là Kiệt Martinez. Kiệt Martinez cũng đã được tung vào sân bên phía đội FC Cầu Trắng bạn. Và chơi ở vị trí chung vậy. Đó đường truyền của cầu thủ số 5. Đó là Thượng Triệu các bạn. Để biên cho cầu thủ áo xanh FC Cầu Trắng, và đây là Quang Điền. Và các vòng của Thao Bảy. Và đây là FC Cầu Trắng cũng sở hữu những cái tên rất quen thuộc trong đội hình của FC Bố Thảo các bạn. Đây là Phúc Xé Bền. Đường truyền của Phúc Xé Bền cho Kiệt Martinez. Và đây là Hữu Vĩnh làm gì đây? Phúc Vũ Nghiên. Đó là phải điểm của Văn Tính, không được. Lần này thì Văn Tính cũng dứt điểm văng vô lưới, nhưng mà văng vô lưới ở ngoài các bạn. Và đây là Phúc Xé Bền. Đây là Triệu. Thuận Triệu. Vẫn là Thượng Triệu. Và đây là Kiệt Martinez. Ok. Đó đường truyền cũng đến vị trí của Quang Lô Sancho. Đó đường truyền của Hữu Thịnh cho cầu thủ số 4, đó là Văn Điền. Ngay đây đường truyền vô. Sẽ đưa đá biên cho cầu thủ Cầu Trắng FC. Đây là Quang Lô Sancho. Thảo vệ đã cắt bóng thành công. Đây là Thảo vệ đi bóng tốc độ. Đó là đường truyền cũng đến vị trí của Hữu Vĩnh. Không được. Đây là Kiệt Martinez. Ngày hôm nay theo anh Thượng Urana kêu bà Thao Quẻ bằng Thao không phổi các bạn. Chạy quá chạy. Chạy không biết mệt là gì. Đây là Phúc Vũ Nghiên làm đây. Dứt điểm không bầu. Không vẫn còn. Đây là Hữu Vĩnh. Hữu Vĩnh đường chiên, đây là Phúc Ngũ Nghiên, quá người, dứt điểm vô. Đó là bàn thắng của Phúc Rũ Riền các bạn. Phúc Ngũ Nghiên vừa ghi bàn. Lần này số lên 4-2 cho cầu thủ Nghiên ăn vặt. Và lại là một đường chiền kiến tạo nữa của Hữu Vĩnh các bạn.
ở đường truyền của Hữu Thịnh, và đây là đường truyền của Thuận Triệu, sự kiện Martinez và vẫn là Thuận Triệu. Và đánh đầu của Thao Bảy là có tình huống phạm lỗi của Alonso đối với Thao Bảy, đá phạt cho cầu thủ Ghiền ăn vặt. Đây là Thanh Vàng ở đường truyền Nhật Nguyên cho cầu thủ số 4, đó là Quốc Phong các bạn. Xin chào Hồng Quang, gọi là nhắn là vận động viên nhắn Balotelli vào sân đi. Balotelli không biết ngày hôm nay Balotelli không có trong đội hình của FC Cầu Trắng các bạn ơi. Ngày hôm nay không thấy Balotelli nha. Phúc Củ Ghiền đường truyền cho Quốc Phong, đụng cắt bóng của Phan Điền, ném biên cho xin lỗi bạn phạt góc cho cầu thủ Ghiền ăn vặt. Và đánh đầu của cầu thủ số 7 là Phúc xé bên các bạn, đường truyền của Giang Tính không được, bản công cho cầu thủ Ốc Xanh. Và đây là Phan Điền làm đây đường truyền, bắn lên Sancho không được. Và đây là Hữu Thịnh đường truyền về cho Kiệt Martinez qua người gấp khay các bạn, dẫn là Kiệt Martinez quán ơi. Và điều bóng hơi dài của Kiệt Martinez để mình cho cầu thủ Kiên ngang mặt. Thành Hoàng chỉ bóng về cho trung vệ Thao Bể, dẫn là Thao Bể làm gì đây quán ơi, gấp kỹ thuật. Thao Bể đang chiên cho Phúc Củ Ghiền, được chiên không bầu. Đây là Hữu Vĩnh, Phúc Củ Ghiền. Ném biên cho cầu thủ Ghiền ăn vặt. Hữu Vĩnh ném biên ngược lại cho cầu thủ FC Cầu Trắng các bạn. 20 phút của hiệp đấu thứ nhất đã chơi qua, sẽ có những sự thay đổi người. Cái anh áo đen này tên gì hả ta? Ngọc Triệu. Anh kêu nó chịu 33 anh thử. Chịu 33 phải không? Chịu 33. Dư một cầu. Như vậy chịu 33, Tuyến Lĩnh, Hoàng Khởi. Đó là những cái tên được tung vào sân các bạn. Và có cả cầu thủ số 22, đó là Minh Trần. Đó là những cái tên được tung vào sân bên phía đội Ghiền ăn vặt. Chúng ta có Tuyến Lĩnh vào sân và Triệu 33 vào sân, có Minh Trần vào sân và Hoàng Khởi vào sân các bạn. Đó là những cái tên được tung vào sân bên phía đội Ghiền ăn vặt. Và bên phía đội phía đội FC Cầu Trắng vẫn chưa có sự thay đổi nào tiếp tục các bạn. Tiến lĩnh quá ơi, không thành công. Và đây là Kiệt Martinez đụng cắt bóng của Thuận Chiêu. Quả mũi rồi. Giờ này anh Thuận uống Nana và hẳn cây ba các bạn. Hai người đang ngồi ở khán đài VIP. Khán này là khán này vừa mùi mũi nhiều nhất. Ok, chào hẳn cây ba. Đó, đường chìm của Triệu, Thượng Triệu. Và đây là Kiệt Martinez đường chìm. Đây là Phúc Xé Quên. Đường chìm cho Hữu Thịnh. Không được rồi. Không nên cho thủ môn Lộc Sa Đồn. Đó, đường chìm cho Quốc Phong. Và đây là Giang Tính làm gì đây đường chìm. Và đây là Hoàng Khởi làm gì đây? Đây là Phúc Xé Bàn các bạn. Kiệt Martinez. Và đây là Thuận Triệu. Và đường truyền hướng đến vị trí của Văn Điền, vẫn là cao thủ Cầu Trắng FC. Rồi khe gấp cây, đây là Phúc Xé Bàn. Không vào. Thủ môn Lộc Sa Đồ đã bóng chính xác trong hướng vừa rồi. Bóng đã chạm tay của Văn Điền các bạn. Cụ Nguyện vô sinh năm tổng mấy ủi ra một
một lố xịt mũi bút bụi kìa, quá trời mũi rồi. Đây là quán phòng đó, đường truyền cho nhắn tính vẫn là cao thủ ghi ngắn mặt tiến lĩnh đó, đường truyền của anh Triệu 33. Còn đây là thủ môn Lộc Phụ Hồ bấm riêng cũng dẫn con. Đây là Hữu Thịnh đó, đường truyền cho Hữu Phúc cho Kha, không được dẫn tính là có bóng thành công, dẫn tính đi bóng tốc độ đó, đường truyền cho Hoàng Khải. Hoàng Khải làm gì đây, đường truyền dẫn tính, dẫn tính đi điểm không vào, bóng lên cho thủ môn Quang Hòa, các bạn Phước Hòa, thủ môn Phước Hòa. Đây là Thuận Triệu, để chuyển giặt biên cho Kiệt Martinez, chuẩn là cầu thủ cầu trắng SC Hữu Thịnh cho Khe, đó là đường cho Khe ở đánh vị trí của hắn, nó sẽ chú đụng cắt bóng của Cỏ Lục hay vậy. Và góc cho cầu thủ SC cầu trắng các bạn, khá nguy hiểm, ok. Đây là Hữu Thịnh làm gì đấy, đừng cho cái à, dứt điểm không vào và dứt điểm của Quang Lô Sinh Chu. Đây là Quốc Phong đường truyền cho cầu thủ số 22 đó là Minh Trâm, Kiệt Martinez, và đây là Hữu Thịnh làm gì đấy, Quang ơi. Đó là Tiến Lĩnh, đường truyền hướng đến vị trí của Minh Trân không thành công, Kiệt Martinez đánh đầu cắt bóng thành công vậy. Đây là Thuận Diệu, đường truyền cho Văn Điên, đây là Hữu Thịnh, Thuận Diệu đường truyền cho Kiệt Martinez, vẫn là cao độ cầu trắng FC. Đây là Hữu Thịnh, Hữu Thịnh làm gì đây, đó là đường truyền giặc biên rất hay, Văn Điên, Văn Điên làm gì đây, dứt điểm. Thủ môn Lộc Sa Đồ đã bắt bóng chính xác trong đúng như rồi. Rất hay các bạn, đường truyền cho Hoàng Khải của Trang Tính. Xin chào anh Linh Bà Ná nè, giờ này không biết có nhậu đưa bò chưa anh ơi, vô máy lon rồi. Đây là Trang Tính làm gì đây, đường truyền cho Hoàng Khải, thủ môn Phước Hòa là bóng cắt bóng thành công các bạn. Sẽ luôn ném đi ngược lại cho các đội cầu trắng SC. Ông Linh Bà Nã Nà mới mới đây mà xỉn rồi, mới nhậu chừng có 2 tiếng hồ mà xỉn rồi các bạn, xỉn rồi bên đường viên. Và đây là Kiệt Martinez. Xin chào Trần Chí Thiện, sân này là sân bóng đá Hoàng Hậu ở Mỹ Tú nha các bạn ơi, sân bóng đá Hoàng Hậu Mỹ Hương Mỹ Tú Sóc Trăng. Đó đường chuyển Tiến Lĩnh hướng đến vị trí của Giang Tính, nhận tính đường chiên, đó đường chiên cho Minh Trân làm gì đây, không vào, bóng dẫn con. Đây là Quốc Phong, đường chiên vào không thành công, sẽ có đúng lắm vào góc cho đủ nghiện ngang vặt. Đây là Quốc Phong đường chiên, và đây là Minh Trân việt vị rồi, đúng việt vị của Quốc Phong. Kiệt Martinez, đó đường truyền cho Quán Lối Sánh Chu. Và đây là Phúc Xé Bình, đường truyền cho Hữu Thịnh các bạn. Đây là Kiệt Martinez, đây là Phúc Xé Bình cho Khe, không được. Đây là Tiến Lĩnh, Phúc Xé Bình đường truyền. Thủ môn Lộc Sa Đô đã bóng chính xác đúng chưa coi. Xin chào Trần Chí Thiện, người ta nhắn là khô cổ họng không anh, khô chứ các bạn, nói liên tục mấy tiếng hồ cũng đuối lắm chứ bà, các bạn mà không đuối đâu. Ok,
Đây là Minh Trân, góc màu và dứt điểm của Minh Trân từ một đường chuyền của Triệu 33. Một bước qua, đó là đường chuyền nhắc bên cho Bắc Điền. Đó là đường chuyền của Hữu Thịnh cho cầu thủ số 5. Đó là Thuận Triệu. Kiệt Martinez vẫn là cao thủ áo xanh, cao thủ bố thảo, xin lỗi bạn, cao thủ cầu trắng FC. Văn Điền. Đó là đường chuyền của chị Thuận Triệu. Đó là pha đi bóng rất hay của Phúc Xe Hoa, nói mình đấy, đường chuyền vào, đi đi đó là bàn thắng của Quang Lô Sancho. Quang Lô Sancho vừa ghi bàn cũng thắng tỷ số chứ còn một, xin lỗi bạn, 3-4 cho cầu thủ cầu trắng FC. Tỷ số được ngắn chỉ còn một bàn mà thôi, 4-3 các bạn. 4 nghiêng về quyền ăn bạc và 3 nghiêng về cầu trắng FC. Còn thằng cũng ngắn tỷ số chỉ còn 3-4 của Quang Lô Sancho ở đường chuyền của Triệu 33. Đường chuyền của Hữu Thịnh và đây là đường chuyền của Quang Điền, rất hay, dẫn là cầu thủ FC cầu trắng. Không được, quốc phòng đang có bóng thành công, đây là Giang Tính. Giang Tính làm gì đây, đỡ được cho Kha, không thành công. Đó là chuyền của Thượng Triệu và đây là Phúc Xé Bình. Chuyền hơi nhẹ của Thượng Triệu đến vị trí của Quang Lô Sancho. Quốc Phong cắt bóng thành công và đây là Triệu 33. Triệu 33 dứt điểm không vào, bóng đi ngay vào vị trí của thủ môn Phước Hòa. Đó là tình huống bật tường mình chuyền của Hữu Thịnh các bạn, và đến vị trí của Hữu Phúc nhưng không thành công. Đó là đường chuyền rất hay của Triệu 33 nhưng không thành công các bạn. Đánh đầu không vào và đánh đầu cẩn thận của Phúc Xé Quên, bóng trúng cầu dọc, bóng đã khẽ chạm vào cầu dọc các bạn. Xin chào ông Khai Hoài, gọi là nhắn anh sao bên gì, cảm ơn ông Khai Hoài rất nhiều. Xin chào anh Cò, anh Cò gọi là nhắn là like hết hết hiệp một nghỉ được không bên gì. Like hết hiệp một em thì nghỉ được rồi đó, nhưng mà hai đội chắc không cho em về được quá anh ơi. Này là Hải Đăng, Hải Đăng làm gì đây, pha đá bóng tốc độ không thành công. Đây là Hữu Phúc, Phúc Củ Ghiên. Đây là Phúc Củ Ghiên làm gì đây, đường chuyền chuyền cho Hải Đăng làm gì đây. Xin chào anh Phạm Nguyễn, gọi là nhắn là tín hiệu yếu quá. Ok, vậy là tín hiệu bên anh Thi là sóng bên anh Thi bị yếu anh Thi ơi. Em kiểm tra đây là sóng ngày hôm nay, sóng live stream là ngày hôm nay mạng rất ok các bạn. Mạng rất mạnh. Bên này là mạng rất mạnh nha. Đụng cắt bóng của Tiến Đỉnh. Xin chào ông Khai Hoài, mai anh hẹn Phúc Gụ Ghiền 7 giờ nhanh. Ca. Ok, vậy là ông Khai Hoài ngày mai có vẻ như là ông Khai Hoài ngày mai về bắt chơi trọng tài tại giải đấu Hiếu Thảo các bạn, diễn ra vào ngày mai. Ok, hẹn ông Khai Hoài ngày mai gặp nha, mai anh like tôi bán kết nha ông Khai Hoài. Đó là đường chuyền của Kiệt Martinez vào trong cho Quang Lô Sancho các bạn. Đó là đường chuyền Giang Tính được đến vị trí của Hải Đăng. Hải Đăng làm gì đây, bóng đi hết đường biên ngang rồi, để biên cho cầu thủ FC cầu trắng. Đó là đường chuyền của Văn Điền cho thủ môn Phước Hòa. Kiệt Martinez. Đó là đường chuyền đến vị trí của Văn Điền của Hữu Thịnh. Đụng cắt bóng của cầu thủ số 79 đó là Hoàng Khải. Ngày mai anh kẹt công việc buổi sáng rồi. Ông Khai Hoài ơi, chiều mới rảnh nha.
Chiều qua lại chim buổi bán kết với gánh qua lại được em ơi. Thì đúng việc vị của Hải Đăng rồi. Đó phải việc vị lên cho đủ cầu trắng FC. Hiện tại thì tại trung tâm văn hóa Mỹ Tú hiện tại đang có hỗ trợ các bạn. Hỗ trợ quý khán giả và các bạn nào mà có nhu cầu mua sắm hàng hóa hỗ trợ thì có thể ghé trung tâm văn hóa Mỹ Tú để mua sắm nha. Hỗ trợ đang về. Đây là phút 7. Đó là truyền của Hữu Thịnh cho Quang Lô Sancho. Đây là phút gũ ghiền. Đó là Tiến Lĩnh đường truyền. Đây là Hữu Thịnh làm gì đây? Hữu Thịnh Quang ơi. Đó đường truyền cho Hữu Quốc dứt điểm không vào. Đó là ba dứt điểm của phút 7 các bạn. Ok em Khai Hoài có nhắn là cho em chào anh Hữu Thịnh nha. Đó là nhắn của Khai Hoài, nhắn một lời chào cho Hữu Thịnh. Ok, Hữu Thịnh đã nghe lời chào của ông Khai Hoài nha. Đây là Hữu Thịnh được truyền cho cầu thủ số 5, đó là Thượng Triệu các bạn. Đó là bàn cắt bóng của Hoàng Khải. Đây là Hữu Phúc. Phúc Vũ Ghiền. Phúc Vũ Ghiền làm gì đây? Vẫn là Phúc Vũ Ghiền. Được truyền thứ hai không được. Dứt điểm. Cuối cùng thì bên trong cũng đã ghi bàn các bạn, một bàn thắng, và đó là khá, và đó là khá bất ngờ của bên trong. Và ngay sau khi ghi bàn thì bên trong cũng không thể nào tin được mình có bàn thắng đẹp như thế này các bạn. Một pha ra chân rất nhanh của bên trong và bóng đi vào góc cao rất đẹp. Tỷ số được nâng lên 5-3 cho cầu thủ Kiên Ngắn Vật. Trước đó thì Minh Trân cũng đã có một cú dứt điểm nhưng chưa thành công. Và ngay sau đó thì một cú ga chân rất nhanh của Minh Trân đã ghi bàn đánh số lên 5-3 cho cầu thủ Kiên Ăn Vặt. Đây là Quang Lôi Sancho sẽ có đúng ném biên cho cầu thủ Kiên Ăn Vặt. Đó là chuyển Hoàng Khải. Và đây là Quang Lôi Sancho. Và đây là thủ môn Lộc Sado, bắt bóng chính xác rồi. Tuyến Lĩnh. Và đây là Giang Tính. Đường chuyển đến vị trí của Hải Đăng. Và đây là Thuận Diệu. Phúc Định. Đó đường chuyển cho Văn Điền các bạn. Dứt điểm không vào. Dứt điểm vào. Đó là Hoàng Phúc, cú đúp của Hoàng Phúc trận đấu ngày hôm nay. Hoàng Phúc vừa ghi bàn cũng gắn số còn 4-5 cho cầu thủ cầu trắng FC. Và đó là trước đó thì Hữu Thịnh và đó là có những đường truyền số 4 và đó là gắt điệu nghề các bạn của Hữu Thịnh. Những cú Chivila của Hữu Thịnh. Đường truyền, những đường truyền Chivila các bạn, số 4. Đây là Giang Tính. Đây là Phú Cửu Ghiền. Phú Ghiền làm gì đây? Đó đường truyền cho Hải Đăng. Được truyền về cho Phúc Rũ Riêng. Trên sân ta có 3 cầu thủ Thịnh Phúc các bạn. Trong đó có 2 cầu thủ Thịnh Phúc bên cầu trắng, đó là Hoàng Phúc và Phúc Xéo Hình. Còn cầu thủ Thịnh Phúc bên đội Ghiền Ăn Vặt, đó là Phúc Gũ Ghiền. Đây là Văn Đen. Quả người không thành công. Bên trắng làm gì đây? Đường truyền Phúc Gũ Ghiền không vào. Vẫn là Phúc Rũ Riêng các bạn. Đường truyền không thành công. Hữu Thịnh. Thành đầu của Minh Trân. Minh Trân dứt điểm. Xin chào Hoàng Anh Sóc Trăng. Hoàng Anh Sóc Trăng đã nhắn là đội chính thức của Văn Điền là đội nào với em. Văn Điền thi đấu rất nhiều đội các bạn. Và nói là một cầu thủ mà chúng ta ghi thi đấu cho nhiều đội thì một nguyên tuần là ngày nào cũng có cái đá nha các bạn. Một tuần ít nhất đá 3-4 trận. Này là Hữu Phúc, xin lỗi bạn, đó là Phúc Gũ Ghiền. Nhưng mà bình luận viên này phải nói là đội nào bình luận viên cũng có trong danh sách, nhưng mà không một từ không được đá nhiều trận cho bạn.
là Kiệt Martinez. Đó, đường xin cho Bắc Điền. Xin chào Hoàng Anh Sóc Trăng. Chào Xong Có Khúc Đời Có Lúc. Gọi là nhắn là Bùi Lộc. Em không à, em sai. Đó là nhắn của Xong Có Khúc Đời Có Lúc các bạn. Một khán giả có cái nick Facebook gọi là cũng hơi là độc lạ, là Xong Có Khúc Đời Có Lúc. Đó là phải giới điểm Hoàng Khải thôi nha. Ông đi ngay vào vị trí của thủ môn Phước Hòa. Như vậy trọng tài anh Thanh Đi cũng đã thổi còi kết thúc hiệp 1. Kết thúc hiệp 1 thì cầu thủ Quyền An Vật đang tạm dẫn trước cầu thủ Cầu Trang FC với tỷ số là 5-4, khoảng cách là 1 bàn. Chúng ta hãy cùng nghỉ giải đấu trong ít phút các bạn. Và ngay sau đó sẽ tiếp tục quay trở lại theo dõi hiệp thi đấu thứ hai. Ok, ngày hôm nay Bùi Lộc là thi đấu vị trí thủ môn nha mọi người ơi. Thời gian giải lao thì chúng ta đến với những cuộc quảng cáo cho nhà hàng Bóng Động Lực của cao thủ Cầu Trắng FC. Thì lên cái live stream của em nè. Thì bấm vô cái trang Facebook cá nhân đó. Ok, một khán giả có tên là Xong Có Khúc Đời Có Lúc nhắn với Bùi Lộc. Bùi Lộc lên Sài Gòn giao lưu với đội của anh nè. Ok ok. Ok, đây Bùi Lộc nha, Bùi Lộc đây. Nhưng mà cái pha bóng nó còn giữ lại được, còn anh chị cho anh đăng như anh chị cho anh. Lâu lâu ghi, lâu lâu ghi bàn, tối nay là nhậu không biết xỉn là gì luôn nè. Có mà. Hồi nãy đá cái sang bằng một điều đó. Ừ.
chim rồi lấy vô. Ok, xong có khúc Người đời có lúc. Ở đây là Tết chắc về Sóc Trăng chơi. Ok, về Sóc Trăng Tết vui lắm các bạn ơi. Alo, 1, 2. Không ấy ai xin số tài khoản đi. Như vậy trọng tài thanh niên đang hỏi còi để hai được bắt đầu. Cái đúng hiệp 1 thì cao thủ ghi ngắn mặt đang tạm dẫn trước cao thủ cầu trắng với tỷ số là 5-4, khoảng cách chỉ là một bàn mà thôi. Và chúng ta hãy cùng chờ xem trong hiệp thi đấu thứ hai này tỷ số sẽ thay đổi như thế nào. Và cao thủ trên sân chúng ta gửi đến quý khán giả và các bạn những pháo hay, những phong đẹp cũng như là những siêu phẩm như thế nào. Chúng ta cùng chờ xem và dứt điểm của Hữu Phúc các bạn. Phúc 7. Như vậy trong hiệp 2 này thì Hoàng Khởi sẽ lùi về trở vị trí thủ môn, chắc giữ khung thành cho cao thủ ghi ngắn mặt. Và Lộc Sado sẽ được đông lên đá vị trí tiền đạo bên phía đội Ghiền An Bạc. Và để cho quý khán giả và các bạn chúng ta tiện theo dõi những phút tiếp theo của hiệp đấu thứ hai, bình viên xin điểm lại 14 cái tên đang hoạt trên sân lúc này. Bên phía đội Ghiền An Bạc chúng ta có thủ môn Hoàng Khải, có trung vệ đó là Thao Bảy, và có cả Hữu Vĩnh, có Thanh Hoàng, có Lộc Sado đang đá tiền đạo, và có cả Giang Tính cũng như là Phúc Gũ Ghi. Họ là 7 cái tên đang có mặt trên sân mình phía đội Ghiền An Hoàng. Xin chào anh Lý Mến. Và đây là Hữu Vĩnh. Lý Mến gọi là nhắn 4 cái cúp, 1 cái huy chương, 2 huy chương vàng và 1 cái huy chương đồng hoàng. Đó là đường truyền của Thao Bảy. Và 7 cái tên đang có mặt trên sân lúc này. Bên phía đội FC Cầu Trắng chúng ta có thủ môn Phước Hòa, trung vệ Kiệt Martinez, hậu vệ bên trái đó là Thuận Chiều, hậu vệ bên phải là Hoàng Phúc, và bên dậy là Hữu. Dứt điểm không vào, tình huống cản phá xuất sắc của thủ môn Hoàng Khải. Và tiền vệ phía đội cầu trắng FC đó là cầu tiền vệ Hữu Thịnh các bạn, Hữu Thịnh và Hữu Phúc. Và tiền đạo phía đội FC cầu trắng đó là Hoàng Phúc, Hữu Thịnh. Xin chào anh Linh Ba Đá Nà, kêu trọng tài nhớ nữa rồi. Cả kỳ anh Thanh Điền nữa rồi. Xin chào Sông Có Phúc, đời có lúc, Bùi Lộc Onana. Đó là nhắn là Bùi Lộc Onana các bạn. Bùi Lộc chống thủ môn Onana. Đó là nhắn của Sông Có Phúc, đời có lúc. Đó là đường truyền của Hữu Thịnh cho Phúc. Phúc XO Hoàng Phúc, Phúc xé bên. Phúc xé bên làm gì đây? Hữu Thịnh.
Anh Thanh Điền gọi là nhắn tới anh Linh và Ná Na là muốn cái gì thì ngày mai sáng lên uống đấu me nhé. Phải không? Phải thì uống đấu me free nhé anh Linh. Anh Linh và Ná Na, ngày mai tại sân đá Hoàng Hậu sẽ diễn ra giải bóng đá X7 U16 vòng 3 tranh cúp Hiếu Thảo được tổ chức tại sân đá Hoàng Hậu trong ngày thứ bảy ngày mai các bạn. Và Bình Lê Duyên ngày mai cũng sẽ live từ bán kết ở giải đấu lần này. Xong có khúc đời có lúc rồi đã nhắn là anh em nhớ kiến tạo cho Bùi Lộc ghi bàn đi. Đây là Phú Ngũ Nghiên đường chiến, khóa đường chiến cho Hữu Vĩnh. Đấy là Bùi Lộc không được. Đó là đường chuyền Hữu Vĩnh cho Bùi Lộc các bạn. Nhưng chưa có bàn thắng cho các đội Nghiên các bạn. Đây là Phước Hòa. Đường chuyền giáp biên cho Quang Phúc. Quang Phúc trong hiệp 1 đã có một bàn thắng cũng rất đẹp. Ghi bàn mở tỷ số cho trận đấu chúng ta các bạn. Và cửa đồng rất đẹp. Đường chuyền của Hữu Thịnh cho đây là Phúc Xé Bến không bầu. Một bàn khởi đang không chính xác đúng chưa rồi. Giang Tính. Đây là Bùi Lộc. Cú cụ ghiền các bạn. Đường chỉ Thanh Vàng. Đây là Thao Bảy. Rồi đường chỉ hướng đến vị trí của. Đây là Phúc Ngũ Ghiền nằm ở đây. Đường chỉ dứt điểm không wow. Đó là vài dứt điểm của Phúc Ngũ Ghiền nhưng chưa có bàn thắng các bạn. Ở góc cho các thủ Ghiền ăn vặt. Xin chào sau có khúc đời có lúc nha. Không nhắn con lũng cắt bóng của Thuận Triệu tiếp tục pha góc cho cao thủ Ghiền ăn vặt. Ông đã chạm tay Hồ Bỉnh rồi, đã phạt lên cho cao thủ SC Cầu Trắng. Đường chuyền của Hoàng Phúc và đây là Kiệt Martinez. Dẫn lại cầu thủ áo xanh, đường chuyền rất hay. Nhưng ở đó là mấy điểm không bầu. Và dứt điểm của Phúc Seven các bạn. Lần này Thao Bảy chung vậy. Đây là Thanh Quang. Sẽ có đủ đá phạt cho cao độ Ghiền ăn vặt. Thanh Quang điều chỉnh cho Phúc Ngũ Ghiền các bạn. Giang Tính. Đó điều chỉnh Giang Quyên của Thao Bảy. Phúc Ngũ Ghiền. Và đây là Thanh Hoàng, dứt điểm, đó là đường chuyền vào trong cho Bùi Lộc nhưng không thành công. Quảng Phúc, đó là đường chuyền đến vị trí của Văn Điền, rất chính xác. Vô. Đây là Hữu Thịnh. Phúc Ngũ Ghiền. Và đây là Văn Tính. Và đây bóng tốc độ của Văn Tính, đường chuyền. Vẫn là Văn Tính các bạn. Đó là pha dứt điểm của Văn Tính. Sẽ có đường bóng lên cho đội môn Phước Hòa. Đây là Bùi Lộc làm gì đây, dứt điểm không bầu. Và cái chân của Bùi Lộc, một thủ môn mà bây giờ đem lên đá tiền đạo các bạn. Phạm lỗi coi tình huống phạm lỗi của Hữu Thịnh. Rồi về Hữu Vĩnh các bạn. Đây là Quang Phúc. Đây là Hữu Thịnh. Đó là Kiệt Martinez. Đường chuyền cho cầu thủ số 5 Thuận Triệu. Đường cho Khe bắn điên. Thủ môn Hoàng Khởi đang bóng mắt kịp thời. Thanh Hoàng. Đường chuyền cho Thao Bảy các bạn. Và đây là đường chuyền cho Hữu Bình. Chuyền về của Giang Tính cho thủ môn Hoàng Khởi. Đây là bắn điên không bầu. Khá nguy hiểm. Hữu Vĩnh làm gì đây?
được truyền về cho sao bảy. Và đây là phút ngủ ghiền, vẫn là cao thủ ghiền ăn vặt. Khá bất ngờ, một tình huống dứt điểm rất đẹp của Thanh Hoàng các bạn. Thanh Hoàng vừa có một cú dứt điểm rất đẹp. Và dứt điểm khá bất ngờ của Thanh Hoàng các bạn. Đặt tỷ số lên 6-4 cho cầu thủ ghi các bạn. Kiệt Martinez đưa cho chuyền bóng Giang Nguyên cho Thuận Diệu. À, xin lỗi bạn, đó là Hoàng Phúc và đây là Hữu Thịnh. Thuận Diệu thì đang thi đấu vị trí hậu vệ cánh trái các bạn. Tào Bảy uống cụ ghi chuyền về cho một Hoàng Khải. Hoàng Phúc chuyền nhập biên cho Hữu Thịnh. Đánh đâu không vào, một pha cản phá xuất sắc của thủ môn Hoàng Khải. Tình huống đánh đầu của Phúc xé bên các bạn. Đây là Thượng Triệu không được mở công cho cầu thủ Duyên Ngắn Bạch. Tào Bảy đó là pha bóng của Kiệt Martinez. Đây là đường chuyền của Hữu Thịnh và đây là Phúc Ngũ Yên. Xin lỗi bạn, đó là pha dứt điểm của Phúc xé bên. Thủ môn Hoàng Khải một lần nữa đã cản phá thành công. Ba cầu thủ Tinh Phúc chính xác các bạn. Mời đọc lộn hoài Phúc Ngũ Yên. Không được, vẫn đi Hữu Thịnh, vẫn là Hữu Thịnh. Đường chuyền cho Kiệt Martinez, quá người rất hay. Đó đường chuyền cho Phúc xé qua đường chuyền không vào các bạn. Đó đường chuyền của Phúc xé qua trong khoảng đi. À, xin chào anh Thư, ở đây nhắn là mới ngủ dậy. Ok, giờ này mà mới ngủ dậy các bạn. Giờ này giờ đi ngủ còn biết khuya giờ tối nay anh Thư thức hay ngủ đây. Giờ này mà mới thức vậy thôi. Phúc cụ ghi. Đây là Văn Điền, đường chuyền gót cây. Đây là Hữu Phúc, dứt điểm không vào, dứt điểm vào. Đó là vài dứt điểm của Văn Điền. Văn Điền vừa ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 5-6 cho cầu thủ FC Cầu Trắng các bạn. Tỷ số đã được rút ngắn chỉ còn 5-6 cho cầu thủ Cầu Trắng FC. Bàn thắng của Văn Điền. Chuyện đó là tình huống dứt điểm của Hữu Phúc nhưng không thành công, và sau đó bóng dội ra ngay vào chân của Văn Điền và ghi bàn các bạn. Cú điểm bóng của Văn Điền. Xin chào anh Thư, một lần nữa chào anh Thư nha. Khá nguy hiểm. Đây là thủ môn Hoàng Khải. Tào Bảy xong câu khúc đời có lúc đã nhắn là đội ghiền ăn vặt có thủ môn David De Gea các bạn. David De Gea là thủ môn Hoàng Khải. Môn Hoàng Khải bay như chim các bạn, cản phá rất nhiều tình huống dứt điểm thành công. Và đây là đó là chi wow, chi wow của Hoàng Phúc không thành công. Đây là Phúc Ngũ Ghi. Thanh Hoàng, Thanh Hoàng ngày hôm nay cũng đã có một cú đúp cho riêng mình các bạn. Và phải nói là những bàn thắng của Thanh Hoàng đều rất đẹp. Đây là Thuận Triệu, chị Giang Vi. Đây là Hoàng Phúc, Hữu Định. Đường cho khe rất hay, dứt điểm. Đó lại là Văn Điền. Văn Điền vừa ghi hoàng đang sang bàn tỷ số 6 đều các bạn. Và đó là cú đúp của Văn Điền trong trận đấu ngày hôm nay. Mười hai bàn thắng đã được ghi và chia đều cho hai đội bạn 6 đều.
Bùi Lộc rồi xong rồi, xong có khúc đời có lúc ơi. Xong khúc đời có lúc nói là kiến tạo cho Bùi Lộc ghi bàn, nhưng mà Bùi Lộc rời sân ở bàn và Hải Đăng đã vào sân. Bình phía đầu ghi ngang quạt. Đây là Hữu Vĩnh. Bạn ơi, dứt điểm không cầu. Và dứt điểm của Hữu Vĩnh. Bóng không lên cho thủ môn Phước Hòa. Đây là Phúc Xé Mình. Dùng các bóng của Hữu Vĩnh. Và đây là thủ môn Quang Khởi. Tỷ số đang được sang bằng 6 đều các bạn. Và đây là một trận đấu đang rất hấp dẫn. Đây là pha mà đi bóng của Thao Bể được chiến thắng tấn công. Đây là Hữu Phúc. Ta xin lỗi bạn, đây là Hữu Định. Thao Bể để biên cho các cầu thủ Cầu Trắng SC. Đây là Hoàng Phúc. Kiệt Martinez được chỉ cho Hoàng Phúc. Không được. Và cái bóng của Cỡ Khay, Phúc Hữu Yên. Không được. Đây là Hữu Thịnh. Và được chỉ cho Hữu Sinh Hồng. Đó là Thuận Diệu. Vắng đi. Bóng điện này đấy. Đây là Phúc Xéo Hên đường chiên về cho Hữu Định. Và đây bóng hơi dài. Và các bóng của Hữu Vĩnh các bạn. Sẽ đưa đến biên cho cầu thủ Nghiên An Bạc. Hải Đăng. Đây là Thao Bể chuyền cho Hữu Vĩnh. Đây là Hải Đăng. Hải Đăng làm gì đây? Rồi các bóng của Hoàng Phúc. Bóng dẫn còn. Đó là chị nhạc viên của Văn Điền hướng đến vị trí của Phúc Xé Bền nhưng không thành công. Phúc Vũ Ghiền. Đây là Hữu Vĩnh. Quỹ điểm thì sao Hữu Vĩnh hả nhạc? Bóng đi ngay vào vị trí của thủ môn Phước Hòa. Đây là Thao Bể. Và đội bóng tốc độ của Thao Bể. Không được. Để biên cho cầu thủ Nghiên An Vật. Đây là Thao Bể ném biên. Hữu Vĩnh thì chuyền về cho Phúc Hữu Nghiên. Thao Bể các bạn. Chuyền thứ hai có cái Phúc Hữu Nghiên ở đây. Cho cái không thành công. Bóng vẫn còn Thanh Hoàng. Trời ơi, chuyền hơi mạnh cho Phúc Hữu Nghiên. Bóng đi hết được ngay. Bóng lên cho thủ môn bên phía đội FC Cầu Trắng các bạn. Đó là thủ môn Phước Hòa. Ở đây chữ Hữu Định giặc biên. Thuận Chiếu. Không được rồi. Sẽ nổ bóng lên cho môn Hoàng Khởi. Như vậy bên phía đội Nghiên An Bạc có sự thay đổi người tiến lĩnh vào sân thay cho Hữu Vĩnh. Thao Bể được chuyền cho Thanh Hoàng. Và trận bóng đầu tiên của Thiếu Đỉnh sau khi vào sân. Đây là Giang Tính. Tuyển Đỉnh làm gì đây? Thì chỉ cho Hải Đăng. Còn không cho lỗ xanh. Quả người gắt hay. Đó là chuyện Hữu Thịnh cho Hữu Phúc. Hữu Thịnh với điểm. Tỷ số được nâng lên 7-6 cho cầu thủ Cầu Trắng FC. Và phối hợp rất hay giữa cao thủ Cầu Trắng Hoàng. Và đó là bàn thắng của Hữu Định. Hữu Định vừa có một cú để bóng vào góc xa Hoàng. Đặng số lên 7-6 cho cao thủ Cầu Trắng FC.
Và đó cũng là một cú đúp của Hữu Thịnh trên trận đấu ngày hôm nay. Tiến lĩnh chuyền cho Thanh Quang, bóng chẳng còn, để biên cho cao thủ Ghiền Ăn Vặt. Đây là Hải Đăng làm gì đây? Cầu thủ Thịnh đường chuyền cho, đây là Thuận Chiều, Thuận Chiều các bạn, đường chuyền cho Bắc Điên, nó mạnh. Bóng đường đi hết đường dòng để biên cho cầu thủ FC Ghiền Ăn Vặt vào đây là sao vậy? Tuyến lĩnh thì phút của Ghiền làm gì đây? Dứt điểm không vào, một bước qua đã phá thành công. Tuyển đỉnh dứt điểm và dứt điểm liên tục của cao thủ Ghiền Ăn Vặt. Một bước qua cao hệ vô, một pha phải nói là bắt bài của Phúc Gu Ghiền các bạn. Tỷ số được sang bằng 7 đều của đúp của Phúc Gu Ghiền. 20 phút có sai không? Hai bên. Hà Nội là hai đội đã quay dù và xuất phát rồi các bạn. Tỷ số đang được sang bằng 7 đều. Và đang của Phúc Gu Ghiền. Đó là phút xé quên, việc vị mất rồi, đúng việc vị của Văn Điền. Đây là phút gũ ghiêng để chi chắc liền Hải Đăng, không được. Đó là tình huống chuyền bóng cắt bóng của Kiệt Martinez và đây là phút xé quên làm gì đây, không được. Phút gũ ghiêng không được. Đây là Hữu Phúc, không được. Và đầy bóng hơi dài, không lên cho cầu thủ FC Ghiền Ăn Vặt. Và đây là Phúc Gu Ghiền. Chuyền cho Văn Tính. Ao bảy, Văn Tính thì bóng hơi dài, đầy đủ Thịnh. Đó, đường chuyền cho Quán Điên, Quán Điên làm đây. Và đây cho khe cho Phúc xé quên. Gớt khay, dứt điểm không vào, dứt điểm không vào luôn bạn. Phải nói là những pha dứt điểm liên tục của Hữu Thịnh. Và thủ môn Hoàng Khải đã cản phá rất xuất sắc trong những tình huống dứt điểm như coi. Và đây là Hữu Phúc, đường chuyền gớt khay, đây là Hải Đăng làm gì đây? Vẫn là Hải Đăng rất kỹ thuật. Tuyển định anh gót, không được. Nhiều Thanh Hoàng, vừa nên bị chiếu thao bảy. Thao bảy dứt điểm. Đó là pha dứt điểm từ xa của thao bảy. Nâng tỷ số lên 8-7 cho cầu thủ Ghiền Ăn Vặt. Phải nói là một trận đấu rất nhiều bàn thắng hoàng. Cho đến thời điểm hiện tại đã có 15 bàn thắng rồi, trong đó 8 nghiêng về Ghiền Ăn Vặt và 7 nghiêng về cầu trắng FC. Bàn thắng nâng tỷ số lên 8-7 của Thao 7. Thao 7 hiện tại đang thi đấu vị trí trung vệ và thủ dẫn cao của Thao 7 đã ghi bàn cho cao thủ Ghiền Ăn Vặt. Chuyển thao bảy và đây là Tiến Lĩnh làm gì đây? Anh còn ăn ở đây nhắn là thưởng nhắn với thao bảy khỏi ăn cơm. Tỷ số hiện tại đang là 8-7 các bạn ơi. Thành Nguyễn ở đây nhắn là máy máy rồi mình cái gì không đâu. Và dứt điểm của Hải Đăng. Thao bẻ nó là ăn cơm rồi nghe coi. Thao bẻ ăn cơm rồi rồi mới đi đá banh. Văn Tính, Văn Tính làm gì đây đi bóng. Và các bóng của Kiệt Martinez. Và đó là ba bóng của cầu thủ chính Quang Lưu Sancho.
sẽ có thuận ném biên, ném biên cho cầu thủ riêng ăn vặt. Và đây là đó là phải điểm không vào, phải điểm của Triệu Ba Ba. Triệu Ba 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 đây là Thuận Triệu. Đây là Tiến Lĩnh, thủ môn Phước Hoa. Các bóng thành công, việt vị rồi, tình huống việt vị của cầu thủ Viên An Văn. Còn mấy ủi nào các bạn, giờ này đi chụp hình. Cốc 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 cốc, đi vòng sang chụp hình nè, cameraman. Đây là Thuận Triệu. Hữu Thịnh. Và đây là phút của Ghiền Nam đây. Ở đường chuyền đến vị trí Tiến Lĩnh. Và người gác cây Tiến Lĩnh đường chuyền bao. Một phút qua đã bóng chính xác rồi. Đó đường chuyền của Hữu Thịnh nhưng không thành công rồi. Và đây là Thao Bảy. Quảng ơi không được, Hữu Thịnh đã có bóng thành công. Được cho khe, gắt khay, quán lên sân chú. Quá người. Đó là tình huống cắt bóng rất kịp thời của Phúc Gũ Nghiền. Đã bằng góc cho các đội xanh. Xin chào Thanh Nguyễn, sang Hoàng Hậu hả anh Bình Đức Duyên. Đúng rồi, sang này sang Hoàng Hậu các bạn. Đây là chủ sân đá Hoàng Hậu đây các bạn. Đây là còn mái ủi. Chủ sân Hoàng Hậu. Kiệt Martinez. Đó được chuyền cho Hữu Định. Chuyền giặc viên cho Phúc Xé Vên được chiến. Không được. Như vậy Phúc Xé Vên đã được trả lại vào sân các bạn. Để thay cho cầu thủ số 5 đó là Thượng Triệu. Đã phạt cho cầu thủ ghi ngắn vặt. Và đây là Thảo Bể làm gì đây cho khe à. Đây là Hải Đăng. Đây là Quảng Phúc. Sẽ có đủ đá biên cho các thủ cầu trắng FC. Đừng gửi cho Lâm Bia gì anh Đồng. Wow! Quá chết của Quang Điền. Quang Điền vừa ghi bàn sang bàn số 8 đều của bạn. Và đó là cú hat trick của Quang Điền trong đấu game này. Hai đội đã quay dù và xuất phát với tỷ số là 8 đều các bạn. Phút 7. Bóng vẫn còn. Đó được chuyển qua Phúc, hướng đến vị trí của Phúc 7 dứt điểm không vào. À cửa lòng của Phúc 7 các bạn. Thảo Bảy. Giang Tính. Người gì cứ thủ môn quay khởi cho Giang Tính. Không được, Văn Điền đã có bóng thành công. Đó là chiên, Văn Điền. Đây là Thao Bảy. Người chiên của Phúc Vũ Nghiền. Và đây là người chiên của Vũ Phúc. Quảng Lộ Sánh Chú. Và các bóng rất kịp thời của Triệu 333. Quảng Điền được chiếu bầu. Tiếp tục đá vào góc cho các đổ xanh. Đó pha bóng chính xác của thủ môn Hoàng Khải. Ném bóng cho Phúc Vũ Ghiên. Thành công cắt bóng của Hữu Thịnh. Và đây là dẫn là Phúc Vũ Ghiên làm gì đây. Tuyển lĩnh không được.
đây là Hoàng Phúc, Hữu Thịnh. Rõ khai đó là gì nhưng Phúc xếp lên. Dứt điểm không bầu. Và dứt điểm của Phúc xếp lên. Tiến đỉnh, diện về cho Văn Tính. Thao bảy. Đó là chuyện với Văn Tính của Văn Tính cho Triệu 333 và đây là Thao bảy. Ok các bạn, Vũ Vũ Huyền. Dứt điểm không bầu, bóng trúng xa ngang. Và là trường của Vũ Vũ Huyền, nhớ thế là bàn thắng không không được ghi bởi Phú Quốc Quyền các bạn. Sàn ngang đã từ chối bàn thắng của Phú Quốc Quyền rồi. Như vậy một cái tên được tung vào sân bên phía đội Quyền ăn quăng. Đó là Minh Trâm. Đó là truyền về của Thao Bể trong hôm ngoài khởi. Và đây là Tiến Lĩnh. Có được chuyện cho Bến Trăng. Vẫn là Bến Trăng các bạn. Quy điểm của Bến Trăng ở nhà. Và số 1 Phước Hòa đã bóng chính xác trong đủ dư rồi. Hữu Phúc. Hoàng Phúc. Đó là chuyện của Kiệt Martinez. Không được rồi, đây là Hoàng Ngọc, xin lỗi bạn, đó là đây là đội chị phá chiến điểm. Đó là bàn thắng của Hải Đăng, tỷ số lên 9-8 cho các đội Kiên ăn quan. Tỷ số đã được nâng lên 9-8 các bạn cho các đội Kiên ăn quan. Bàn thắng của Hải Đăng, cú đúp của Hải Đăng trận đấu ngày hôm nay. Đúng rồi. Và trước đó thì một tình huống dứt điểm của Minh Trâm các bạn. Hữu Phúc. Đúng cắt bóng của Thao Bể. Thao Bể làm thế này cho khé. Rất cây. Và Kiệt Mắc Thế đã cắt bóng thành công rồi. Rồi Hải Đăng làm gì đây? Làm tường nhiều lắm đâu. Mày làm tường nhưng mày không có xây đâu. Đây là Hữu Thịnh, đường truyền rất hay. Đây là Phúc, xé bên. Cho nghe, không được. Chịu nhân tính cho Hải Đăng nhưng không thành công, bạn chuyện hơi mạnh. Văn Điền, đường truyền cho, đây là Phúc Thịnh, Hữu Thịnh. Phúc rồi, Thao ơi, gắn trụ Thao ơi, chạy luôn một, chạy luôn, chạy rồi, chạy nguy hiểm, không vào, chưa qua vạch vôi các bạn, bóng chưa qua vạch vôi, bản đầu của Triệu 333, coi chết kìa, coi chết xuống kìa, lên, cả ba cầu chống luôn, không chơi chồng không ơi, quay lên em nè, quay lên, quay lẹ lên, Minh Trần. Minh Trâm các bạn. Thì Tiến Lĩnh. Cũng vẫn còn Tiến Lĩnh. Chuyền tiếng 2. Thì Văn Tính. Đó là chuyền cho Hải Đăng. Hải Đăng lên đây. Dứt điểm. Bóng trúng vào người chân của Kiệt Mát Thét. Để mến 333. Chịu 333 các bạn. Hữu Phúc là cao bóng tấn công. Đây là Quảng Lê Thế Chu. Đường chuyền. Quảng Lê không vào. Ở góc cho cầu thủ xanh, cầu thủ cầu trắng FC. Bóng lên cho thủ môn Hoàng Khải bên phía đội Kiên An Quan. Bóng đi hết đường biên dọc qua nẻo biên cho cầu thủ Kiên An Quan. Giang Tính. Cả cây, dứt điểm không bầu. Đó là chuyện Hải Đăng cho Minh Trâm. Và góc cho cao thủ Ghiền An Vật. Đây
Cống Hầu qua địa điểm Hải Đăng. Được 1000 lượt xem livestream là VIP lắm nè. Đã có thủ việt vị chùa cao độ duyên ăn vặt. Anh La Bia nhắn là vận động viên bao quá cả là 4 giới trí thang về tới mang cá mà thấy tới công chuyện rồi. Là nhắn của Lâm Bia. Lâm Bia nói là Chí Khang với Calibur là về tới mang cá rồi. Anh còn mấy ủi mới đứng kế bên em luôn nè anh Lâm Bia ơi. Wow! Siêu phẩm của Hoàng Phúc các bạn. Đó là màu đắng rất đẹp của Hoàng Phúc. À, toàn máy ủi nhắn là anh Lâm Bia mở cái giải giao lưu nồng độ cồn cho đội tò anh toàn máy ủi Hoàng Hậu xuống đá giải nha. Tỷ số đã được sang bằng 9 đều của bạn, bàn thắng của Hoàng Phúc. Một cú dứt điểm rất đẹp của Hoàng Phúc đã sang bằng tỷ số 9 đều. Hai đội đã quay về và xuất phát nữa coi. 18 bàn thắng là được ghi. À, kêu Lâm Bia xuống đem Bia xuống sang Hoàng Hậu để nhậu giao lưu nồng độ cồn. Đây toàn máy ủi đây. Này, phút vụ việc luôn, đứng cái ba luôn. Đó là truyền của Minh Trân. Không được. Đây là Quán Điền, đánh lốt. Và đây là Quán Điền Sơ Chô, Quán Điền lại bên đây. Và đây là... Và điều bóng của Giang Tính. Giang Tính đưa truyền, đây là Tiến Lĩnh. Chẳng là Tiến Lĩnh các bạn, đừng chịu vào không được. Đây là phút 7. Đường chuyền của Hữu Thịnh đến vị trí của Quang Central nhưng không thì có một cầu thủ được tung vào sân, đó là Quốc Phong các bạn. Quốc Phong cũng được tung vào sân, không nghĩ đầu tiên ngăn bằng. Nói chuyện hả, cười chứ chứ không cười. Giờ Mai Công Tiến là nhắn là cầu trắng, cố lên. Đó là chuyện của Quang Điền. Và đó là chuyện của Hoàng Phúc. Đây là Phúc xé bên Hữu Thịnh có khay. Đó là đường chuyền cho Kiệt Martinez. Đây là Hoàng Phúc. Quang Điền có khay. Đây là Phúc xé bên dứt điểm không bầu. Đây là Minh Trân. Không được. Quảng Điền không bầu. Thủ môn Hoàng Khởi đã cản phá thành công tình huống dứt điểm vừa rồi. Và góc cho cao độ FC cầu trắng các bạn. Và nào của thầu ấy Tiến Lĩnh. Và đây là điều diễn Minh Trân. Giang Thính thì bóng tốc độ rụng các bóng rất kịp thời của trung vệ đó là Kiệt Martinez. Cầu vào và dứt điểm bằng chân trái của Hoàng Sơn Châu. Bóng trúng cầu đầu các bạn. Tiến Lĩnh làm gì đây, đứng chiến và góc cho cầu thủ ghiêng ăn vặt. Anh Lâm Bia đã nhắn là có luôn nha, đã dạy uống bia của Lâm Bia mới được. Còn mấy ủi mãi yêu cho Lâm Bia ngủ Mỹ Tú cá nhà chứ Mỹ Tú không ai tiếp nổi rồi. Ok toàn mấy ủi, anh toàn mấy ủi chốt đơn nha Lâm Bia. Chốt đơn mướn nhà nghỉ cho Lâm Bia ngủ 7 ngày 7 đêm luôn. Và các bóng của Phúc xéo rồi. Xin chào anh Thạch Quy Đồng, anh Cua Đồng, có nhắn mẽ luôn cái gì, cảm ơn anh Cua Đồng rất nhiều. Phúc xéo rồi. Đây là Chiều 333. Chiều 333 làm gì đây. Đúng các bóng của Kiệt Martinez chắc hay. Đó, đường chiều của anh Quy Chiều Quán Điền. Quán Điền làm gì đây. Ở đây là Quán Lô Sa Chô. Dứt điểm không bầu. Môn Hoàng Khởi đã bóng chính xác rồi. Ok cảm ơn anh Huy Đồng. Anh cảm ơn anh Cua Đồng rất nhiều. Đây là Quán Điền. Chuyền cho Hữu Phúc. À xin lỗi bạn, đây là Hữu Thịnh. Đó là chuyện của Hoàng Phúc.
nhận là cầu thủ FC cầu trắng hoàn thành các bóng của dứt điểm không bầu và dứt điểm của Hữu Thịnh và thủ môn và phải đau bóng chính xác không đúng vừa kìa vừa coi các bạn và đi bóng của Tao Bảy đủ các bóng Hữu Thịnh các bạn cho cầu thủ riêng các bạn đã thẳng lên đâu ơi thẳng đi Tao Bảy đang đứng trước qua bạn này bóng bầu một trận đấu đá phạt rất mạnh của Thao Bể và thủ môn Phước Hòa đã cản phá thành công bài rất đẹp các bạn cản phá rất đẹp của Phước Hòa thì thi đấu thứ hai chúng ta cũng không còn nhiều thời gian và đi bóng của bạn đi khá nguy hiểm các bạn xin chào Dương Khải Hoàng ở đây nhắn là Phúc ơi gì nhậu dứt điểm không bầu anh La Bia đã nhắn là giải chủ nhật này nghe đâu có Duy Cỏ với Thượng Alexis kìa chủ nhật có hẹn với tịch Dante có mấy thằng em ở kế sách anh Toàn với Quang Thượng tiếp La Bia cái nhé chốt đơn không anh Toàn chốt đơn nhớ đem bia qua nghe đem cả 70 thùng hỏi Phú Cụ Hiền tiếp anh Lâm Bia được không? Phú Cụ Hiền là tiếp 3 giờ sáng được nha. Sẽ cầu thủ đá phạt lên cho cầu thủ riêng ăn mặc các bạn. Ở đây là quốc phòng. Một phòng chịu bóng lên rất mạnh, đánh đầu, bắt đầu của Kiệt Martinez. Ở Thanh Hoàng. Giang Tính. Hay quá à. Ok, anh Long Bia nói là anh Long Bia không có gì ngoài bia. Nhậu nhà vợ của tịch đánh đi. Chờ vợ tịch anh tê thì là chủ tịch hội nông dân xã Thượng Hưng là chủ tịch hội nông dân là mò nhóc luôn nha anh Lâm Bia cái nào không sáng ở đây đâu thấy đâu sáng đây quay đâu xuống xin chào anh Quang Thanh ở đây nhắn là hello Bình Dương cảm ơn Quang Thanh cảm ơn Lâm Bia rất nhiều Lâm Bia giờ này chắc cũng tới công chuyện rồi và đây là pha đi bóng của Minh Trăng nhưng không thành công đây là tỏ đường truyền của Hữu Thịnh và đá bóng thành công của thủ môn Hoàng Khải và đây là quán lưới Sancho đây là Hoàng Phúc vẫn là Hoàng Phúc các bạn và là Hữu Phúc chứ không phải là Hoàng Phúc và đây là Giang Tính và đây là tốc độ của Giang Tính dứt điểm không bầu một phước quà đã phá thành công và góc cho cầu thủ ghiền ăn vặt Ngọc Quý vô cà khịa Lâm Bia liền các bạn chỗ đang đá banh kêu Lâm Bia đi nhậu đi đó là nhắn của Ngọc Quý. Ngọc Quý giờ này không biết đang giao lưu ở đâu rồi. Đây là đó là đường chuyển Hữu Phúc giặt pin không được thủ môn Hoàng Khải đang bóng đất kịp thời. Hoàng Khải làm gì đây Quảng ơi không thành công và đây là Hữu Thịnh đường chuyền cho Quảng Điền. Quảng Điền làm gì đây đường chuyển bao đánh góc nhưng để bao đó là phút 7 phút 7 vừa ghi bàn nâng số lên 19 cho cao thủ cầu trắng FC. Phúc Cụ Nghiền anh Lâm Bia hỏi là có không nghe có hả nói nha có luôn á
Đó là pha dứt điểm của Thao 7. Bóng lên thì Phước qua. Trở vô nhà Thịnh Anh Tê, trở về nhà Thịnh Anh Tê giao lưu nồng nó còn đúng không? Đó là đường truyền của Minh Trân. Đó là Thanh Quang các bạn. Đó là đường truyền không được. Đường truyền của Quang Điền cho Quang Lô Sancho. Và đây là Tiến Lĩnh làm gì đây? Đó là đường truyền cho Văn Tính. Không được. Đây là Quang Lô Sancho. Và đây là Quang Phúc. Đây là Kiện Martinez các bạn. Vẫn là cầu thủ áo xanh, cầu thủ cầu trắng SC, đây là Hữu Phúc. Hữu Thịnh chuyền về cho Thu Hồng Phước qua. Chuyền nhận biên cho Hữu Phúc. Rất hay, Hữu Thịnh. Và đường chuyền cho, đó là đường chuyền cho Kiệt Martinez. Kiệt Martinez chỉ bóng nhận biên cho Hoàng Phúc. Sẽ có thủ ném biên cho cầu thủ cầu trắng SC. Thảo Bể làm gì đây? Thảo Bể dứt điểm không không? Và góc cho cao thủ Ghiền ăn quặt. Lâm Bia chơi xong ngủ nhà Tịnh Đan Tê toàn mấy ủi những phút của Ghiền ngon. Ngon quá vô. Gà là bún bao chỗ ăn chỗ ngủ rồi. Quá dữ rồi. Đây là Quang Lô Sancho, không vào. Và dứt điểm Quang Lô Sancho bóng đi hơi cao. Và thủ môn Anh Thanh Điền, xin lỗi bạn trọng tài Thanh Điền cũng đã thổi còi kết thúc trận đấu rồi. Một chiến thắng dành cho cầu thủ cầu trắng SC với tỷ số là 19 các bạn trước cầu thủ Ghiền ăn mặt. Và bên đi xin tạm dừng trận đấu tại đây và hẹn gặp lại quý khán giả và các bạn trận giao hữu tiếp theo.